anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình đôi ta sẽ đi về đâu em ơi. Anh ngồi suy nghĩ về những lời đã hứa, sợ rằng sẽ chỉ là mơ. Nếu là duyên số, cho dù đến hết cuộc đời, muốn xa vẫn sẽ bên nhau. Nhưng mà nếu lỡ quãng đường mà ta đang bước, ta đánh mất nhau thì sao? Anh sợ điều đó thực sự xa lắm. Anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh.